Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyên nhân Tô Lâm đưa ra cảnh cáo đối với Vương Đình Huệ Ngày 22 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của Do Bớt vì sao Tô Lâm cảnh cáo Vương Đình Huệ. Theo đó tác giả cho hay, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Triều Đại Tô Tổng đã phá rào ra quyết định chưa có tiền lệ, kỷ luật, cảnh cáo của thành viên tứ trụ Vương Đình Huệ. Và đây là hình bài trên AFA. Quyết định này cũng phá vỡ chủ trương của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là ưu ái cho các đồng chí nhúng chạm, được từ chức theo nguyện vọng. Vương Định Huệ, Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng từng được hưởng đặc ân này. Huệ sai phạm cụ thể như thế nào? Mức cảnh cáo có thỏa đáng hay chưa? Đã cho thôi giữ chức về hưu, giờ kỷ luật có vi phạm nguyên tắc nhất sự bất tái cứu hay không? Tác giả cho rằng, điều người ta bất ngờ là Tổng bí thư Tô Lâm đã phá rào, đạp đổ bức tường vô hình nhưng kiên cố xưa nay luôn bảo vệ các tứ trụ an toàn tuyệt đối vì kỷ luật cảnh cáo cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch Quốc hội và treo nợ với cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vì đang điều trị bệnh, xưa nay chưa từng có. Phải chăng đây là biểu hiện đốt lò trong kỷ nguyên mới của Tô Tổng hay không? Tuy nhiên, vì kỷ luật Vương Định Huệ vẫn còn đó những khuất tất bất thường. Như thông lệ trước nay, các sai phạm của đơn sự là cán bộ cấp cao vẫn được nêu chung chung, mơ hồ. Tác giả nhắc lại, ngày 25 tháng 4, dưới triều đại của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với Vương Đình Huệ. Và đây là hình tổng bí thư Tô lầm. Lần này, sau vài tháng, Bộ Chính trị và Ban bí thư kỷ luật cảnh cáo Vương Đình Huệ với nội dung sai phạm khác lần trước là có thêm đoạn đã vi phạm quy định của đảng, nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực và không có cụm từ chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Theo tác giả Gió Bất, Tô Tổng cũng đã đánh người dưới ngựa, giảm lên chủ trương chống tham nhũng nhân văn, nhân ái, một phát kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, do thông báo không dám gọi tên, không nêu cụ thể hành vi Vương Đình Huệ, vi phạm quy định pháp luật là gì, có nhận hối lộ không. Bao nhiêu tiền trong số hàng ngàn tỷ đồng sai phạm của công ty Thuận An gắn liền với việc cho ông Huệ về hưu nên người ta vẫn băn khoăn Liệu kỷ luật như vậy có phải là đưa cao đánh khẽ cho tội phạm hạ cánh an toàn? Vẫn theo tác giả, Tô Tổng vốn là người thực tiễn, bận rộn trong công ngàn việc, chắc chắn không rảnh rang hợp hành xử lý những việc vô nghĩa. Chắc chắn việc xử lý lần này phải có hậu ý liên quan đến cuộc đua nhân sự trong đại hội 14 sắp tới. Tác giả lưu ý, bối cảnh vừa qua, phát biểu đâm hông tân tổng thống tân Tổng thống Trump về chính sách thương chiến của Chủ tịch nước Lương Cường tại hội nghị thượng đỉnh APEC cho thấy họ Lương đã nghiêng cây tre về phía Trung Quốc. Dư luận cũng cho rằng Vương Đình Huệ, vốn đứng đầu nhóm Nghệ An, có số ủy viên trung ương đông đảo nhất. Vương Đình Huệ mất ghế, vai trò quan trọng của phe Nghệ An vào tay Phan Đình Trạc. Và đây là hình cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau khi về hưu, Vương Đình Huệ vẫn năng nổ cùng nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự các sự kiện lễ lạc của quốc gia như trong lễ viếng Lăng Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Tác giả nhận xét, ý chí Vương Đình Huệ vai vế Phan Đình Trạc cho thấy Phe Nghệ An vẫn còn là thế lực đáng gầm. Trong hàng tứ trụ hiện nay, ngoài Trần Thanh Mẫn không có lực lượng hậu thuẫn khả dĩ, ba trụ còn lại đều có lực lượng riêng. Tác giả kết luận, cuộc chiến giành xuất đặc biệt, trụ hạng trong nhiệm kỳ Đại hội 14 – giữa tam đầu chế Tô Lâm và Minh Chính, Lương Cường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Muốn giữ ngô vương, Tô Lâm phải tận dụng vũ khí đốt lò. Việc cảnh cáo Vương Định Huệ không chỉ nhằm trấn áp thế lực nghệ an. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nguyên nhân Tô Lâm đưa ra cảnh cáo đối với Vương Định Huệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thập Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tài tiếng do cận vệ và bài học ngoại giao. Ngày 21 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận bê bối cận vệ và thông điệp ngoại giao bất cần của Nguyễn Hà Hùng. Theo đó, tác giả cho hay, nguyên thủ công du quốc tế là dịp nâng cao hình ảnh quốc gia nhưng chuyến đi Chile và Peru của ông Lương Cường lại để lại một loạt bê bối. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả nhắc lại chi tiết vụ việc. Bộ Ngoại giao Chile ra thông cáo rằng, đêm chủ nhật ngày 10 tháng 11, một thành viên an ninh của phái đoàn Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Chile bị cáo buộc xâm hại tình dục. Hôm sau, một tòa án ở Santiago phán quyết trục xuất người đàn ông này lại đắc tuấn và không được nhập cảnh Chile trong ít nhất 2 năm truyền thông trong nước không có giọng tin nào về bê bối này tạo nên một khoảng trống và cơn đối tin tức góp phần làm suy yếu niềm tin của người dân. Theo tác giả, có nguồn nói ông Tuấn vẫn đi cùng đoàn chủ tịch nước sang Peru sau đó hai hôm. Nếu đúng vậy, đó là dấu hiệu bất cẩn và thiếu trách nhiệm. Đơn giản vì hành vi tấn công tình dục là không chấp nhận được. Giữ họ ở trong đoàn, gửi đi thông điệp là hành vi của người này có thể được bỏ qua hoặc không xử lý nghiêm ở các nước phát triển để bảo vệ uy tín quốc gia, những sự kiện như vậy thường được xử lý công khai và nghiêm khắc. Ví dụ, phái đoàn Barack Obama đã lập tức loại nhân viên mật vụ thuê gái gọi trong chuyến đi Colombia năm 2012 và nhân viên an ninh say xỉn trong chuyến đi Hà Lan năm 2014. Tác giả cho biết, ba hôm sau, tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru, vệ sĩ của ông Lương Cường đã sử dụng súng chống Ron trong khi duyệt đội danh dự tại Dinh Công Lý ở Lima. Phóng viên quốc tế đã nhanh chóng ghi lại động thái này. Bức ảnh trở thành tâm điểm chú ý trên truyền thông quốc tế và lọt vào danh sách những hình ảnh ấn tượng nhất trong ngày. Vẫn theo tác giả, điều đáng nói là nguy cơ ông Cường bị tấn công bằng John không hiện hữu, khả năng ông ta bị một quốc gia đối địch tấn công bằng John bị loại bỏ. Việt Nam hiện không có chiến tranh. Và đây là hình chủ tịch nước Lương Cường. Đối thủ chính trị ở trong nước thì hầu như không thể tấn công ông bằng John ở Peru, một phương án quá mạo hiểm. Nếu muốn, họ có những lựa chọn khác. Sử dụng vũ khí khi không có nguy cơ thực tế nào đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp của đoàn Việt Nam. Hơn nữa, động thái này tạo khoảng cách với công chúng. Tác giả dẫn lời Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế iPad ở Peru. Ông cảnh báo về mối nguy chiến tranh thương mại trên thế giới. Ông Cường chỉ trích cần loại bỏ tư duy, nhất bình thắng, nhất bình thua, không để chủ nghĩa dân tộc làm méo mó chính sách. Tác giả nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Số liệu năm 2023 của VCCI cho thấy, xuất khẩu sang Mỹ chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hoa Kỳ còn là một trong những quốc gia tài trợ lớn nhất cho Việt Nam. Một ví dụ gần đây là Việt Nam thuộc top 10 nước được Mỹ viện trợ vaccine nhiều nhất trong đại dịch COVID. Tác giả nhận định phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam có thể khiến quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng, nguy cơ mất viện trợ hoặc hỗ trợ kinh tế, ngoại giao bị giảm sút. Chuyến đi của ông Lương Cường lần này để lại nhiều bài học đắt giá, cần xét lại tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm cảnh vệ. Báo chí trong nước không thể tản lờ, che giấu sự thật. Tác giả đưa ra kết luận, người dân cũng cần yêu cầu chính quyền thực hiện chiến lược ngoại giao tỉnh táo, bảo vệ lợi ích quốc gia, thay vì tạo nên căng thẳng không cần thiết. Nếu những vấn đề này không được giải quyết dứt khoát, các chuyến công du tương lai sẽ tiếp tục làm suy yếu hình ảnh của quốc gia Make in Việt Nam không có mấy giá trị. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tài tiếng do cận vệ và bài học ngoại giao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.